24 đến 378 sẽ được Thầy Đức Pháp Thích giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo, con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Từ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh, bài 79, Tiểu Kinh Thiện Ưu, Thiện Sanh Ưu Đại Di, Chu Lá Xá, Cú Lúc Đa Dĩ Xuất Tá, phân đoạn 374 đến 378 sẽ được Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Con xin thay mặt đại chúng đông cung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Nhất Đẳng cùng Chư Tôn Đức có mặt trong rừng. Thân chào quý tôn nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý đệ, thưa quý vị, trước bài kinh này có bài kinh số 77 cũng liên quan đến cái nhân vật Sakulu Đại Chí. Dùng bài kinh đó dài nên gọi là Maha Sakula Đại Chí Sutta, là đại kinh Sakulu Đại Chí. Và hôm nay bài kinh số 77 này, bài kinh số 79 này thì cũng là cái nhân vật Sakulu Đại Chí, nhưng mà ngắn hơn nên gọi là tiểu kinh. Được biết Sakulu Đại Chí là một du sĩ ngoại đạo, may mắn diện kiến Đức Phật hai lần, và Đức Phật thuyết giảng cho ông ta nghe hai lần pháp, ông ta hoan hỷ. Ông ta quyết định xuất gia, nhưng mà người ta hội chúng chỉ trích,
nên vì đó không thành ước nguyện xuất gia được. Do vì trong thời Đức Phật Kassapa, tiền thân của vị du sĩ này là một vị tỳ kheo, thấy vị tỳ kheo bạn của mình có y bát tốt nên đã xúi vị tỳ kheo kia vô tục để mình hưởng được cái y bát, thừa hưởng cái y bát. Do nghĩa ấy mà bây giờ xuất gia bị cản trở. Nhưng mà chính hai bài kinh mà Đức Phật đã thuyết đây là cái thiện duyên cho sắc quý đa dí cách trên 250 năm sau khi Đức Thế Tôn lại viên tịch vào thời Đức Vua Asoka và dục, thì vị này được chứng quả A-la-hán. Và ở đây thưa quý vị, ở trong bài kinh hôm nay thì sắc lú đa dí không phải không có cái vấn đề gì để chỉ trích Đức Phật, mà muốn trình bày với Đức Phật về quan điểm của một vị đạo sư ngoại giáo, và Đức Phật ngài đã theo đó và ngài hỏi Sắc Quốc Lô Đa Dí. Cuối cùng thì sau khi Đức Thế Tôn đã thuyết phục bằng thời Phật thoại thì Sắc Quốc Lô Đa Dí quan hỷ với lời dạy của Đức Thế Tôn. Bây giờ thì xin mời Như Quỳnh đọc cho Chánh Kinh Đại Học, Chánh Văn Đại Học, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa để Đức Pháp Tính giảng dạy về kinh ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy. Thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tiểu Siêu đã từ bi những nhạc bài học ngày hôm nay. Con xin đọc được phần Chánh Kinh. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. 79 tiểu kinh thiện sanh U Đà U Đà Dí. Chú La Sa Cú Lú Đà Dí Suốt Tá. Tên bài kinh lấy du sĩ ngoại đạo Sakulu Đa Dí. Đã có bài kinh số 77 liên quan tới vị này, nhưng bài kinh này ngắn hơn nên gọi là tiểu kinh. Đây cũng là trường hợp ít có trong Trung Bộ khi hai bài kinh, đại kinh và tiểu kinh, không ở vị trí liền nhau. Thuở ấy, Đức Phật trú ở chùa Trúc Lâm, thành Vương Xá. Một lần ngài ghé ngang trú xứ của du sĩ Sakulu Đa Dí, giảng cho vị này nghe về sự khác biệt giữa giáo thuyết mà vị ấy thọ trì so với đạo lộ giải thoát mà Đức Thế Tôn truyền dạy. 374. Dùng hình ảnh một vị giáo chủ khác để tán thán Đức Phật. Sakulu Đa Dí đề cập đến cuộc gặp gỡ với một giáo chủ ngoại đạo để tán dương Đức Phật. Kinh văn: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Ra Chá Ga Há Vương Xá, Vê Lú Quá Ná Trúc Lâm, ở Cá Lan Đá Ca Ni Quà Bá, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ du sĩ Sakulu Đa Dí ở tại Mô Ra Ni Quà Bá. Khổng Tước Lâm. Một kinh xá, du sĩ cùng với đại chúng du sĩ. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm bát vào Vương Xá để khất thực. Thế Tôn khởi lên ý nghĩ,
nay còn quá sớm để đi khất thực ở vương xá. Ta hãy đi đến tinh xá du sĩ Khổng Tức Lâm, đến du sĩ Sakuludayi. Rồi Thế Tôn đi đến tinh xá du sĩ Khổng Tức Lâm. Lúc mấy giờ du sĩ Sakuludayi đang ngồi với đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm, như bàn về vua, bàn về ăn trộm, bàn về đại thần, bàn về binh, bàn về sợ hãi, bàn về chiến đấu, bàn về đồ ăn, bàn về đồ uống, bàn về y phục, bàn về giường nằm, bàn về vòng hoa, bàn về hương liệu, bàn về bà con, bàn về xe cộ, bàn về làng, bàn về thị trấn, bàn về quốc độ, bàn về phụ nữ, bàn về anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, bàn việc tạp nhạp, bàn về thế giới, bàn về biển cả, bàn về hiện hữu và không hiện hữu. Du sĩ Sakuludayi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền khuyến cáo chúng của mình: các tôn giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy lặng tiếng. Nay tôn giả Sa môn Gotama này đang đến. Sa môn Gotama ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh. Nếu biết chúng này an tịnh, có thể ghé tại đây. Rồi các du sĩ ấy đều im lặng. Thế Tôn đến chỗ du sĩ Sakuludayi. Du sĩ Sakuludayi bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến. Bạch Thế Tôn, thiện lai Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn mới tạo cơ hội này, nghĩa là đến đây. Thế Tôn hãy ngồi, đây là chỗ đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sakuludayi lấy một ghế thấp hát ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Sakuludayi đang ngồi một bên: này Uka Udayi, nay các vị hội họp nhau ở đây đang bàn vấn đề gì và câu chuyện gì giữa các vị? Gián đoạn. Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vấn đề chúng con đang hội họp bàn luận. Về sau Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, khi con không ở gần chúng này, thời chúng này ngồi nói nhiều chuyện phù phiếm. Và bạch Thế Tôn, khi con ở gần chúng này, thời chúng này ngồi nhìn thẳng mặt con và nghĩ: Sa môn Udayi thuyết pháp gì chúng ta sẽ nghe? Bạch Thế Tôn, khi nào Thế Tôn đến với chúng này, thời con và chúng này ngồi nhìn thẳng mặt Thế Tôn và nghĩ: Thế Tôn thuyết pháp gì chúng ta sẽ nghe? Vậy này Udayi, hãy nói lên ở đây vấn đề gì để ta có thể nói chuyện. Thuở xưa, bạch Thế Tôn rất xa xưa, bậc biết tất cả, thấy tất cả, tự nhận mình có tri kiến không dư thừa. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến được tồn tại liên tục thường hằng. Vì ấy, khi được con hỏi câu hỏi về quá khứ, liền đánh né với một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài đề và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn. Do vậy, bạch Thế Tôn, con khởi lên niệm hoan hỷ đối với Thế Tôn. Thật sự, Thế Tôn, thật sự bậc thiện thệ là bậc thiện xảo về những pháp này. Này Udayi, vị nào là bậc biết tất cả, thấy tất cả và tự nhận mình có tri kiến không dư thừa? Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ, khi ta thức, tri kiến được tồn tại, liên tục thường hằng. Vị ấy là ai mà khi được ông hỏi câu hỏi về quá khứ, liền tránh né với một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài đề và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn? Bạch Thế Tôn, vị ấy là Nigantha Natabutta 375. Đức Phật muốn Sakuludayi đem tâm tư về với thực tại. Bậc đạo sư đã khuyên nên nhận thức chân thật về hiện tại hơn là bận lòng về quá khứ hoặc tương lai. Những điều vượt tầm hiểu biết của
Sư Cú Lúc Đà Dí Kinh Văn. Này U Đa Dí, vị nào nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt như một đời, hai đời, vân vân, nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết, hoặc vì vị ấy hỏi ta câu hỏi về quá khứ, hai, ta hỏi vị ấy câu hỏi về quá khứ, hoặc là vị ấy làm tâm ta thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về quá khứ, hai là ta làm tâm vị ấy thỏa mãn về câu trả lời hỏi về quá khứ. Này U Đa Dí, vị nào với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và sự chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Hoặc là vị ấy hỏi ta câu hỏi về tương lai, hay là ta hỏi vị ấy câu hỏi về tương lai, hoặc là vị ấy làm tâm ta thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về tương lai, hay là ta làm tâm vị ấy thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về tương lai. Và thôi, này U Đa Dí, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở tương lai, ta sẽ thuyết pháp cho ông. Cái này có mặt thì cái đây có mặt, do cái này sanh, cái đây sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không có mặt, do cái này diệt, cái đây diệt. Bạch Thế Tôn, cho đến trong phạm vi kinh nghiệm với tự ngã này, Attapha-wa, con còn không thể nhớ đến các nét đại cương và các chi tiết. Từ đâu con có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vân vân? Con có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết như Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay con không còn thạch được con phiêu phong quỷ xăm xà chá cá. Từ đâu với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân con có thể tuệ tri rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh như Thế Tôn? Do vậy, Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con như sau: Này U Đa Dí, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở tương lai, ta sẽ thuyết pháp cho ông. Cái này có mặt thì cái đây có mặt, do cái này sanh, cái đây sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không có mặt, do cái này diệt, cái đây diệt. Thời con lại càng không nhận rõ bội phần. Tuy vậy, Bạch Thế Tôn, con có thể làm tâm Thế Tôn thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về bậc đạo sư của mình. 376. Hãy nhìn thẳng vào sự phiết diện của những gì đang hành trì. Ngài đã hỏi về giáo thuyết mà Sakuluddha vậy đang thọ trì, rồi nêu rõ những điểm bất cập của những điều ấy. Kinh văn: Này U Đa Dí, bậc đạo sư của ông dạy những gì? Bạch Thế Tôn: Bậc đạo sư của con dạy chúng con rằng sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. Này U Đa Dí, khi bậc đạo sư của ông dạy rằng sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng, thời sắc tối thượng ấy là sắc gì? Bạch Thế Tôn: Khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn, hai thù thẳng hơn, thời sắc ấy là sắc tối thượng. Này U Đa Dí, sắc ấy là sắc gì? Khi sắc ấy không có một sắc nào khác cao thượng hơn, hai thù thẳng hơn. Bạch Thế Tôn: Khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn, hai thù thẳng hơn, thời sắc ấy là sắc tối thượng. Này U Đa Dí, này U Đa Dí, lời giải thích của ông chỉ dài như vậy, ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu ông nói, Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn, hai thù thẳng hơn, sắc ấy là sắc tối thượng, thì ông không chỉ rõ sắc ấy. Này U Đa Dí, như có một người nói, tôi yêu và luyến ái một cô gái đẹp trong nước này. Có người hỏi,
Này bạn, cô gái đẹp mà bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết là người giai cấp nào là Sát Đế Lị hay Bà La Môn, hai Phệ Xá hay Thủ Đà? Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay người bậc trung? Da đen sẫm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào? Ở tại làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào? Khi được hỏi như vậy, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, như vậy có phải bạn đã yêu và đã luyến ái một người bạn không biết, không thấy? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời, phải. Này U Đa Dí, ông nghĩ thế nào sự tình là như vậy? Thời lời nói của người ấy có phải là không hiểu năng không? Bạch Thế Tôn, sự tình là như vậy, thời lời nói của người ấy thật sự là không hiểu năng. Cũng vậy, này U Đa Dí, khi ông hỏi Bạch Thế Tôn, khi có một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thẳng hơn, thời sắc ấy là tối thượng. Thời ông chỉ rõ sắc ấy. Thời ông không chỉ rõ sắc ấy. Bạch Thế Tôn, ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ, trong suốt có tám mặt khéo dũa khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Với sắc như vậy, tự ngã là không bệnh sau khi chết. Này U Đa Dí, ông nghĩ thế nào một hòn lưu ly bảo châu nào đẹp đẽ, trong suốt có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Hai con sâu đơm đớm trong đêm đen tối mù, giữa hai quan sát này, sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, con sâu đơm đớm trong đêm đen tối mù, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát? Này U Đa Dí, ông nghĩ thế nào con sâu đơm đớm trong đêm đen tối mù hay là ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, quan sát ngọn đèn dầu này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát? Này U Đa Dí, ông nghĩ thế nào ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù hay là một đống lửa lớn trong đêm đen tối mù? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, đống lửa lớn trong đêm đen tối mù, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát? Này U Đa Dí, ông nghĩ thế nào đống lửa lớn trong đêm đen tối mù hay ngôi sao mai trong một bầu trời trong sáng không mây vào lúc bình minh? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, ngôi sao mai trong bầu trời trong sáng không mây vào lúc bình minh, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát? Này U Đa Dí, ông nghĩ thế nào ngôi sao thái bạch, sao mai trong bầu trời trong sáng không mây trong lúc bình minh, hai mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời trong sáng không mây vào lúc nửa đêm, trong ngày Ubosatha Bồ Tát vào ngày rằm, giữa hai quan sát này, quan nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đạn không mây vào lúc nửa đêm, trong ngày Ubosatha Bồ Tát vào ngày rằm, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát? Này U Đa Dí, ông nghĩ thế nào mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đạn không mây vào lúc nửa đêm, trong ngày Ubosatha Bồ Tát vào ngày rằm hay là ngày mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đạn không mây
vào lúc giữa trưa trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu. Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đạn không mây, vào lúc giữa trưa trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn? Này ưu đa dĩ, hơn tất cả những quan sát ấy có nhiều, rất nhiều chư thiên mà ánh sáng của những mặt trăng mặt trời này không thể chiếu sáng. Ta biết những chư thiên ấy và ta không nói. Không có một quan sát nào khác vi diệu hơn, thù thắng hơn quan sát ấy. Còn ông này ưu đa dĩ, ông lại nói quan sát này thấp kém hơn, yếu đuối hơn quan sát con sâu đơm đớm. Quan sát ấy là tối thắng, và ông không kỵ rõ quan sát ấy. Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện, thiện thể đã cắt đứt câu chuyện. Này ưu đa dĩ, sao ông lại nói Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện, thiện thể đã cắt đứt câu chuyện? Bạch Thế Tôn, các vị đạo sư của chúng con dạy như sau: quan sát này là tối thượng, quan sát này là tối thượng. Nhưng bạch Thế Tôn, các bậc đạo sư của chúng con khi bị Thế Tôn đối nạn, cật nạn, vấn nạn, tự bỏ là trống không, hư vọng, thất bại. Chú thích: theo sớ giải thì quan điểm của ngoại giáo kể trên y cứ vào những lời kể về thế giới phạm thiên có hào quang vô lượng, nhưng phần lớn những người được nghe sau này không có thiền chứng để thấy biết sự thật. Ta 77 con đường ly khổ đắc lạc. Ngài đã hỏi Sakkuludda Dí đã học hiểu thế nào về hành trình dẫn đến hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng này Uda Dí, có một thế giới nhất hướng là không. Có đạo lộ hợp lý nào đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc? Bạch Thế Tôn, các bậc đạo sư của chúng con có dạy như sau: có một thế giới nhất hướng lạc, có đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Này ưu đa dĩ, đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc là gì? Ở đây, bạch Thế Tôn, có người đoạn trừ sắc hành, từ bỏ sắc hành, đoạn trừ lễ của không cho, từ bỏ lễ của không cho, đoạn trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, đoạn trừ nói láo, từ bỏ nói láo, hay sống sau khi thọ trì một loại khổ hạnh. Bạch Thế Tôn, đó là đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Này ưu đa dĩ, ông nghĩ thế nào trong khi đoạn trừ sắc sanh, từ bỏ sắc sanh, trong khi ấy tự ngã là nhất hướng lạc, hay cả lạc cả khổ? Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. Này ưu đa dĩ, ông nghĩ thế nào trong khi đoạn trừ lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, trong khi ấy tự ngã là hướng lạc, hai cả cả lạc và cả khổ? Bạch Thế Tôn, cả lạc và cả khổ. Này ưu đa dĩ, ông nghĩ thế nào trong khi đoạn trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, trong khi ấy tự ngã là hướng lạc, hai cả lạc cả khổ? Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. Này ưu đa dĩ, ông nghĩ thế nào trong khi đoạn trừ nói láo, từ bỏ nói láo, trong khi ấy tự ngã là nhất hướng lạc, hai cả lạc cả khổ? Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. Này ưu đa dĩ, ông nghĩ thế nào trong khi sống thọ trì một loại khổ hạnh, trong khi ấy tự ngã là nhất hướng lạc, hai cả lạc cả khổ? Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. Này ưu đa dĩ, ông nghĩ thế nào? Như vậy đạo lộ để chứng đắc một thế giới nhất hướng lạc, đạo lộ ấy cả lạc cả khổ xen lẫn. Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện, thiền thệ đã cắt đứt câu chuyện. Này ưu đa dĩ, sao ông lại nói vậy?
Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện, Thiền Thệ đã cắt đứt câu chuyện. Bạch Thế Tôn, các bậc đạo sư của chúng con có dạy như sau: có một thế giới nhất hướng lạc, có một đạo lộ hợp lý để chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Nhưng các đạo sư của chúng con khi bị Thế Tôn đối nạn, cặp nạn, vấn nạn, tự bỏ là trống không, hư vọng, thất bại. Nhưng bạch Thế Tôn, có một thế giới nhất hướng lạc không? Có một đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc một thế giới nhất hướng lạc không? Này Udayi, có một thế giới nhất hướng lạc, có một đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Bạch Thế Tôn, thế nào là đạo lộ hợp lý ấy đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc? Ở đây, này Udayi, vị tỷ kheo ly dục, vân vân, chứng đắc và trú thiền thứ nhất. Sau khi diệt tầm và tứ, vân vân, chứng đắc và trú thiền thứ hai, vân vân, chứng đắc và trú thiền thứ ba. Như vậy, này Udayi, là đạo lộ hợp lý đưa chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Bạch Thế Tôn, đạo lộ ấy không phải là đạo lộ đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Chứng đắc như vậy, bạch Thế Tôn, phải chăng là thế giới nhất hướng lạc? Này Udayi, chứng đắc như vậy chưa phải là thế giới nhất hướng lạc. Đạo lộ ấy chỉ là đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Khi được nói vậy, hội chúng của du sĩ Sakuludayi lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng như sau: ở đây chúng tôi đã được nghe từ các vị đạo sư. Ở đây chúng tôi đã được nghe từ các vị đạo sư. Chúng tôi không được biết gì hơn như vậy nữa. Rồi du sĩ Sakuludayi, sau khi làm các vị du sĩ ấy lặng tiếng xuống, liền bạch Thế Tôn: phải đến mức như thế nào mới là chứng đắc thế giới nhất hướng lạc? Ở đây, này Udayi, tỳ kheo đoạn trừ lạc, vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, có bao nhiêu chư thiên được sanh vào thế giới nhất hướng lạc? Tỳ kheo cùng đứng với các chư thiên ấy, cùng nói chuyện, cùng đàm luận, cho đến mức độ như vậy, này Udayi, mới là chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Bạch Thế Tôn, có phải chỉ vì nhân duyên chứng đắc thế giới nhất hướng lạc mà các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn? Này Udayi, không phải chỉ vì nhân duyên chứng đắc thế giới nhất hướng lạc mà các vị tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Này Udayi, có những pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn. Vì nhân duyên chứng đắc và các pháp ấy, các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Bạch Thế Tôn, thế nào là những pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn? Vì nhân duyên chứng đắc các pháp ấy, các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Ở đây, này Udayi, Như Lai xuất hiện ở đời, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh thục, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng với thượng trí, thế giới này là thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, thiên, nhân, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng, hai con người gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện, nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sinh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ, đời sống, gia đình đầy những phiền trược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không.
Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy xuất gia như vậy, hành trì các hợp giới và hạnh sống của các tỳ kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếm, biết xấu hổ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy từ bỏ đời sống hạnh, sống theo phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. Vị ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật liên hệ đến sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Vị ấy từ bỏ nói lời hai lưỡi, tránh xa nói lời hai lưỡi. Nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp với những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp. Nói những lời đưa đến hòa hợp, vị ấy từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Vị ấy nói những lời nói như vậy, vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng gìn giữ, những lời hợp pháp, hợp lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các vật. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời, từ bỏ không đi xem múa hát, nhạc, các cuộc trình diễn, từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, dầu thơm, trang sức và các thời trang, từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ không nhận vàng và bạc, từ bỏ không nhận các hạt sống, từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ không nhận đàn bà con gái, từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ không nhận cừu và dê, từ bỏ không nhận gia cầm và heo, từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai, từ bỏ không dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ không buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng. Dạ, con xin đọc lời đoạn này và cảm ơn đạo tràng. Từ bỏ không buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng. Đi lại chỗ nào cũng mang theo y và bát và bình bát, như con chim bay trên chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, tỷ kheo bằng lòng với tấm y che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Vị ấy thành tựu thánh giới vững này, nội tâm hưởng lạc thọ không khuyết phạm. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, u vi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy. Hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt,
Khi tai nghe tiếng vân vân, mũi ngửi mùi vân vân, lưỡi nếm vị vân vân, thân cảm xúc vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng lạc, thọ không uế nhiễm. Vị ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng lạc, thọ không uế nhiễm. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, nhìn quanh đều tỉnh giác, khi có tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này. Lựa một trú xứ thanh vắng như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục hết tham, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trạo cử hối quá. Vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá, từ bỏ nghi ngờ. Vị ấy sống khỏi nghi ngờ, không phân vân lượng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Vị ấy sau khi từ bỏ năm triền cái này, các pháp làm tâm câu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt. Vị ấy liên tục bất thiền và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do dục sanh, với tầm với tính lạp này u đa dĩ cao thượng hơn là và thù thắng hơn. Do nhân duyên chứng đắc pháp này mà các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Lại nữa, này u đa dĩ, vị ấy diệt tầm và trú hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Đây là pháp này u đa dĩ cao thượng hơn và thù thắng hơn. Do nhân duyên chứng đắc pháp này mà tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Lại nữa, này ưu đa dí, vị ấy ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Đây là pháp này ưu đa dĩ cao thượng hơn và thù thắng hơn. Do nhân duyên chứng đắc pháp này mà tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Lại nữa, này ưu đa dĩ, vị ấy xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Đây là pháp này ưu đa dĩ cao thượng hơn và thù thắng hơn. Do nhân duyên chứng đắc pháp này mà tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Với tâm bình tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không câu uế với các phiền não được đoạn trừ, như nhiên, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy nhớ nhiều đời ở quá khứ, như một đời, hai đời, vân vân sống khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Đây là pháp này ưu đa dĩ cao thượng hơn và thù thắng hơn. Do nhân duyên chứng đắc pháp ấy, tỳ kheo sống phạm hạnh với sự chỉ dẫn của ta.
tịnh, thanh tịnh, trong sáng, không có ấy với các phiền não được đoạn trừ, dễ sử dụng, nhu nhiên, bất động. Như vậy, vì ấy hướng tâm đến sanh tử trí của chúng sanh. Vì ấy với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân thấy rõ sự sống và chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng chúng sanh với người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là pháp, này ưu đa dí cao thượng hơn và thù thắng hơn. Do nhân duyên chứng đắc pháp này, vị tỷ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không có ấy với phiền não được đoạn trừ, dễ sử dụng, nhu nhiến, vững chắc, bất động. Như vậy, theo hướng tâm đến lậu tận, vị ấy như thật biết, đây là khổ. Đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt, vị ấy như thật biết, đâu là những lậu hoặc, vân vân. Đây là nguyên nhân của lậu hoặc, vân vân. Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Vị ấy như thật biết, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân được giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, vào đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Đây là pháp, này ưu đa dí cao thượng hơn, thù thắng hơn. Do nhân duyên chứng đắc pháp này, các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Đây là những pháp, này ưu đa dí cao thượng hơn, thù thắng hơn. Do nhân duyên chứng đắc những pháp này, các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. 378. Sau khi nghe Đức Phật trình bày Sắc Lưu Đa Dĩ đã có thái độ, vị này rất phát tâm xin xuất gia, nhưng kết cuộc khá bất ngờ. Kinh văn: khi nghe nói vậy, du sĩ Sắc Lưu Đa Dĩ bạch Thế Tôn: thật diệu thai, thật vi diệu thai, bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quan ngã xuống, bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng vào bóng tối để những ai đó, những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y tỷ kheo tăng, bạch Thế Tôn. Mong Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ dẫn Thế Tôn. Mong Thế Tôn cho con thọ đại giới. Khi được nghe nói vậy, chúng du sĩ của Sắc Cú Lú Đa Dĩ nói với du sĩ Sắc Cú Lú Đa Dĩ: Tôn giả U Đa Dĩ, chớ có sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa Môn Gotama. Tôn giả U Đa Dĩ đã là bậc đạo sư, nay chớ có sống làm đệ tử. Như một ghè nước tốt, như một ghè nước tốt nay bị thủng lỗ, bị chảy nước, hành động của tôn giả U Đa Dĩ cũng sẽ như vậy. Tôn giả U Đa Dĩ chớ có sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa Môn Gotama. Tôn giả U Đa Dĩ là bậc đạo sư, nay chớ có sống làm đệ tử. Như vậy, chính chúng du sĩ Sắc Cú Lú Đa Dĩ đã là một chướng ngại pháp cho tu sĩ Sắc Cú Lú Đa Dĩ sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Chú thích: theo sớ giải thì do tiền kiếp, Sắc Cú Lú Đa Dĩ là một tỳ kheo trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa, vì muốn có được y bát của một pháp lữ đồng phạm hạnh, đã tìm cách thuyết phục vị này hoàn tục, nên đời này quả báo thành chứng viên không xuất gia được với Đức Phật hiện tại. Tuy nhiên, do từ tâm của Đức Phật với những gì Ngài đã giảng giải, nên sau này dưới thời vua
Asuka, du sĩ Sakuluda ấy sanh ra được xuất gia có tên là Asakuta, chứng quả A-la-hán và được biết là một bậc thánh luôn thể hiện sự từ mẫn rộng lớn. Dạ, kinh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông rung thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Sư có nghe được âm thanh con? Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con là xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con là xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, trường tọ Nhất Lãng, trường tọ Minh Thành, đại đức Trường Chuyên. Kính chào sư Thông. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh có tên là Sakuludayi. Tại sao mà có cái tên của cái bài kinh này? Do lấy theo cái tên của một cái vị du sĩ ngoại đạo có tên là Sakuludayi. Thành ra bài kinh này được lấy từ một cái vị du sĩ. Thì cái câu chuyện này đó được Đức Phật ngài thuyết ra khi đó ngài ở tại chùa Trúc Lâm, quê Lúc Anh Á. Thì ở trong cái duyên sự của cái bài kinh này đó, thì một cái buổi sáng Đức Phật ngài chuẩn bị ngài đi bát, nhưng mà do còn quá sớm, và với một cái theo chúng tôi đó thì thường thường á, là do một cái duyên lành, do một cái duyên lành, thành ra đó Đức Phật đã đi đến cái trú xứ của du sĩ ngoại đạo Sakuludayi để mà ngài ghé ở nơi đó có cái duyên sự là để tế độ du sĩ ngoại đạo Sakuludayi. Thì khi mà ngài ghé đó, có nghĩa là khi mà Đức Phật ghé ở đó, thì trước cái lúc đó cái nhóm du sĩ ngoại đạo Sakuludayi cùng với đồng đạo của mình đang luận bàn về những cái chuyện mà nói chung là giống như là những cái chuyện mà nó chuyện xã hội vân vân, nói chung là những cái câu chuyện mà nó theo ở trong Phật giáo của chúng ta đó, thì những cái câu chuyện đó thì không có đáng bàn, không có đáng bàn. Những cái câu chuyện đó giống như là những cái lời nói vô ích gì đó. Đó thì khi mà thấy Đức Thế Tôn Sa Môn Gotama từ ở đằng xa đi đến, thì lúc bấy giờ á, cái nhóm du sĩ ngoại đạo này á, mới im lặng, thì quý vị thấy rằng ở đây đó thì do cái nhóm du sĩ ngoại đạo này cũng rất là kính trọng bậc đạo sư của chúng ta. Ngay cả những vị sa môn, những vị như ví dụ như Ngài Ananda vân vân, thì cái nhóm du sĩ ngoại đạo này vẫn có cái sự kính trọng, chứ không phải là gặp những sa môn đến rồi chuyện mình bàn chuyện người ta làm, thì cái điều này nó cũng không có. Đó thì cái nhóm du sĩ ngoại đạo mới thỉnh mời Đức Thế Tôn ngồi ở trên một cái chỗ đã soạn sẵn đối với Sakuludayi đó. Thì sau khi mà mời thỉnh Đức Phật ngồi nghỉ rồi đó, thì Sakuludayi đó mới lấy một cái ghế thấp hơn, một cái ghế thấp hơn để mà ngồi đó mà hầu chuyện, có nghĩa là hỏi chuyện với Sa Môn Gotama, là hỏi chuyện với Đức Phật. Thì khi đó Đức Phật hỏi các vị đang bàn họp
về những cái chuyện gì mà bị gián đoạn vậy đó. Thì lúc đó những cái vị này nói thôi, cái chuyện mà chúng con bàn hội họp với nhau đó thì cái chuyện đó nó cũng không đáng, để sau này có lúc thì Đức Thế Tôn mà có lúc thì nói lại cho Đức Thế Tôn nghe cũng được. Nhưng mà ở đây đó thì hôm nay có Đức Thế Tôn đến, thành ra đó là chúng con rất là quý, quý với những cái thời gian này. Thành ra con muốn hỏi Pháp, về những cái câu hỏi đặt ra nhân cái dịp mà có Đức Phật đến. Thì quý vị biết rằng đối với bậc đạo sư của chúng ta nó thì quý vị ở trong cái bài kinh trước, khi mà có một cái vị vương tử mà hỏi Đức Phật là coi như là những cái câu hỏi được Đức Thế Tôn sắp xếp cái sự trả lời trước, hay là người ta hỏi cái gì thì vấn đề gì thì Đức Thế Tôn sẽ giải thích cái vấn đề đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong những cái bài kinh trước chúng ta đã biết cái giai đoạn này đó. Thành ra ở trong cái lúc này Đức Phật nghe những cái vị này muốn hỏi như vậy đó, thì cứ hỏi đi, được, các ngươi cứ hỏi đi đó. Thì lúc này Sắc Lú Đa Dí đó mới trình bày nói rằng các cái vị tôn sư của con mà có những cái bậc tôn sư ngày xưa của con thì nói về cái tri kiến, cái kiến thức của các vị thì luôn luôn nó tồn tại, luôn luôn nó tồn tại khi đi đứng nằm ngồi, hoặc là nói, hoặc là ngủ, hoặc là như thế nào đó cũng có một cái tri kiến mà nó được tồn tại như vậy đó. Nhưng mà những cái vị này đó nói ra vậy nhưng mà khi mà bị chất vấn hay là bị hỏi đó thì sẽ tránh né hoặc là tỏ lộ những cái sự sân hận, những cái sự bất mãn vân vân. Thì như vậy thì có nghĩa là như thế nào? Đức Phật, Đức Thế Tôn hãy kể, hãy thuyết giảng cho chúng con nghe về những cái pháp đó. Đó thì lúc khi mà được hỏi đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta đó mới nói cho Ú Đa Dí nghe tất cả những cái pháp, hoặc là những cái gì mà bậc đạo sư của ngươi nói cái tri kiến này kia, cái tri kiến này kia vân vân. Như vậy đó thì coi như là, nhưng mà mình phải biết, mình phải biết rằng là những cái sự nói đó nó có đúng theo cái chân lý hay không. Thì lúc đó đó Đức Phật mới có cái ý là muốn đem cái tâm của Sắc Lú Đa Dí về với một cái thực tại, về với một cái thực tại. Thì lúc đó Đức Phật mới nói với Ú Đa Dí đó là coi như là nhớ đến một cái vị mà có một cái kiến thức mà gọi là vượt cái tầm hiểu biết. Thì lúc bấy giờ cái vị nó phải nhớ đến những cái đời sống quá khứ, chẳng hạn như là một đời, hai đời, hoặc là nhiều đời vân vân. Thì nhớ luôn cả những cái nét đại cương, hoặc là những cái chi tiết vân vân. Thí dụ như là thường thường thí dụ như quý vị thấy rằng mình nói là mình có cái tri kiến nó tồn tại luôn luôn, lúc nào mình cũng có cái sự hiểu biết đi đứng nằm ngồi này kia đó. Thì lúc đó Đức Ngài chỉ mới nói ra một cái điều nó ít thôi vậy, nói như vậy thì vậy thì các ngươi có biết được do cái hạnh nghiệp như thế nào mà chúng sanh đó, người thì cao sang, người thì hạ liệt, vân vân. Thì khi mà đưa lên những cái câu hỏi đó thì lúc đó ông Ú Đa Dí này thì ông không hiểu gì hết, ông không hiểu gì hết, mà ông mới nói rằng là đối với những cái điều mà nó nhỏ nhỏ thôi, đối với những cái điều mà nó nhỏ nhỏ thôi mà con còn không biết nữa, con còn không biết nữa, mà bây giờ Đức Phật mà hỏi con về những cái đời sống quá khứ, một đời, hai đời, vân vân, thì làm, hoặc là cái người mà
siêu nhân, hoặc là một cái người mà hạ liệt, cao sang gì đó, thô xấu đẹp xấu gì đó, thì do cái hạnh nghiệp gì đó, thì như vậy đó thì con không thể nào mà con biết được, không thể nào con biết được. Vả lại mà Đức Thế Tôn nói cái này có mặt thì cái kia nó có mặt, do cái này sanh, cái ở đây nó sanh, hoặc là cái này nó vắng mặt thì cái kia nó vắng mặt, thì thờ con lại càng không biết nữa, càng không biết nữa. Thì quý vị thấy rằng cũng giống như là cũng giống quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật tế độ những cái chúng sanh ngoại đạo đó, thì quý vị thấy rằng Đức Phật sẽ nêu lên những cái câu hỏi, mà những cái câu hỏi đó chúng sanh ngoại đạo không thể nào mà trả lời được, không thể nào trả lời được. Ở đây là để chi quý vị, Đức Phật đang diệt trừ cái bản ngã, diệt trừ cái bản ngã của những cái du sĩ ngoại đạo này. Những du sĩ ngoại đạo này luôn luôn cho rằng mình là cái người có tri kiến, hoặc là luôn luôn cho rằng mình là những người mà biết được quá khứ, hiện tại, vị lai đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng Đức Phật đưa ra một vấn đề thôi, đưa ra một vấn đề thôi, thì cái nhóm du sĩ ngoại đạo này, luôn cả những cái vị đứng đầu, cũng không thể nào mà trả lời được. Tại sao mà không trả lời được quý vị? Tại vì những vị này chỉ là tự xưng thôi, tự xưng thôi, chứ không phải là những cái người chứng đắc, không phải là những cái bậc mà đã chứng đắc. Thành ra đó không thể nào trả lời được. Quý vị thấy rằng như cái thanh niên mà Xuất Phá Tô Đại Giá Bút Tá đó, cái người thanh niên mà con của ông Tô Đại Giá đó, chứng tỏ mình là một cái người Bà La Môn, đầy đủ cái sự hiểu biết, nhưng mà đi đến hỏi Đức Phật, tại sao mà chúng sanh trong đời, người nhiều trí tuệ, người ít trí tuệ, người nhiều tài sản, người ít tài sản, vân vân, hỏi rất là nhiều, đưa ra 14 điều, mà Đức Phật chỉ nói ngắn gọn một câu: nghiệp phân biệt chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. Đó, thì quý vị thấy rằng cái chàng thanh niên con của ông Tô Dây Giá đó, nghe Đức Phật nói như em bạch Đức Thế Tôn, con đưa ra cái ý kiến con hỏi rất là dài, mà Đức Thế Tôn trả lời rất là ngắn, làm sao mà con hiểu được, làm sao con hiểu được cái điều đó. Thành ra xin Đức Thế Tôn hãy giảng giải rộng rãi. Đó, thì quý vị thấy rằng ở đây đó, Đức Thế Tôn không phải là phê gì hết, không phải là phê gì hết, nhưng mà Đức Thế Tôn biết rằng là những cái chúng sanh này nè, những cái người này là coi như là đầy dẫy cái sự ngã mạn, thành ra đưa ra một cái vấn đề này là coi như là cho những cái chúng sanh này giống như là mình thấy rằng giống như là khiếp hồn khiếp vía, khiếp hồn khiếp vía, không có tự hào về cái gì mà mình có. Thật sự ra đó, những cái chúng sanh này không có chứng đắc cái gì hết, chỉ tự hào là cái truyền thống của mình như thế này, cái truyền thống của mình như thế kia. Đó, thành ra khi mà đưa ra những cái điều này rồi đó, thì U Đà Di mới thỉnh Đức Thế Tôn, ngài hãy thuyết giảng cho con nghe, chứ bây giờ đó ngài nói hãy mà cái này nó có mặt ở đây thì cái do cái đó sanh, cái này sanh, thành ra có cái kia sanh, rồi khi mà cái kia mà nó không có mặt nữa đó, nó diệt đó, thì cái này nó sẽ diệt, thì làm sao mà con có thể mà có cái tâm thỏa mãn, hoặc là con có thể có cái tâm hiểu rõ quý vị. Đó, thì chính cái chỗ này đó quý vị thấy rằng đó, là coi như là sẽ hạ được cái ngã mạn của những cái du sĩ ngoại đạo này. Cũng như bây giờ quý vị thấy không, có những người người ta nói với mình: ôi, tôi không có cần phải đi vô chùa, tôi tu cạo tóc, cạo đầu, mặc áo cà sa gì hết, tôi ở nhà tôi tu được rồi, tôi ở nhà tôi tu, tôi thờ cha kính mẹ mới là đạo ta gì đó, vân vân. Thì thật sự ra đó, quý vị nghe nói thì nó rất là hay, nó rất là hay. Hoặc là có người ta nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ còn hơn đi tu đó. Rồi có người ta nói rằng nhất tu thị, nhị tu gia, ba tu chợ rồi thì kia, vân vân. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng những người đó nói ra thì rất là hay, nhưng mà hỏi coi người ta có hành trì được
hồi đó như thế nào mà gọi là nhất tu thị, rồi như thế nào gọi là nhị tu gia hoặc là tam tu chợ gì đó, như thế nào. Thì quý vị thấy rằng người ta nói thì hay nhưng mà trả lời thì trả lời không được. Ngay cả quý vị thấy rằng đối với những cái người mà người ta nói rằng là người ta thương cha thương mẹ, nhưng mà chưa có biết cái cách là cái cách nào mà được gọi là thương cha thương mẹ. Chúng tôi hỏi rất là nhiều, chúng tôi hỏi rất là nhiều người, mình nói rằng mình thương cha thương mẹ đó, thì mình phải làm sao mà gọi là thương cha thương mẹ. Thì người ta nói thì thương thì biết thương vậy thôi, thương vậy là được rồi, cũng như là mình có tâm mình nhớ đến cha mẹ của mình, mình quý trọng cha mẹ của mình là mình thương rồi. Thì thật sự ra cái điều đó không, ai không có quý vị. Bất cứ một người con nào đó, người ta cũng có cái tâm người ta quý trọng cha mẹ. Nhưng mà hỏi thế là như thế nào là mình thương hoặc là mình có hiếu, thì mình vẫn phải biết cách mình thường thăm viếng hỏi thăm cha mẹ, hoặc là mình thường đi đến chăm sóc, ngoài cái chuyện mà cho ăn cho mặc, mình còn phải hỏi thăm rồi đấm bóp tho tay tho chân vân vân. Thì như vậy đó thì mình mới gọi là cái người mà có thương cha thương mẹ. Chứ lâu lâu rồi mình mua cho ăn một cái bánh bao như vậy thì nói là mình là cái người con có hiếu, thì thật sự ra thì nó chỉ có hiếu hơn cái người bất hiếu thôi, hơn những cái người mà hành hạ hoặc là chửi mắng cha mẹ thôi, chứ không thể nào mà so với những cái bậc cổ nhân ngày xưa đó. Thì bây giờ trở lại cũng vậy, trở lại cũng vậy. Quý vị thấy ngoại đạo thì nói thì nói tri kiến luôn luôn tồn tại, lúc đi lúc đứng lúc nằm lúc ngồi gì ngủ thức gì cũng tồn tại hết, nhưng mà thật sự ra hỏi ra không biết, không biết cái tri kiến nó là gì hết, không biết tri kiến nó gì hết đó. Thành ra quý vị thấy rằng từng bước Đức Phật đã hạ đi cái sự ngã mạn của cái nhóm ngoại đạo này. Rồi tiếp đó thì quý vị thấy rằng Đức Phật mới đưa ra những cái câu hỏi, Đức Phật đưa ra những cái câu hỏi đó thì lúc quý vị thấy rằng ta dí cũng trồi lên tí xíu, trồi lên tí xíu nữa quý vị. Đức Phật hỏi cái sắc nào là cái tối thượng, thì Ú Đa Dí đó thì mới lúc này trả lời là khi mà một cái sắc nào mà không có một cái sắc nào cao thượng hơn thì cái sắc đó là thù thắng, cái sắc đó là tối thượng đó. Cái này quý vị thấy rằng giống như là những người mà người ta gọi là cái sự mà khôn lanh đó. Người ta hỏi mình thì mình không có trả lời thẳng, không có trả lời thẳng, hỏi mình là cái sắc nào là cái sắc tối thượng, cái sắc nào cái sắc, nếu mình trả lời là thì không có cái sắc nào thù thắng hơn cái sắc đó, thì cái sắc đó là cái sắc tối thượng. Thì quý vị thấy rằng cái câu hỏi đó nó cũng như không, cái câu trả lời đó nó cũng như không đó. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới bắt đầu đưa ra một cái thí dụ nữa, giống như cái câu trả lời của ngươi giống như là một cái chàng trai mà rằng là mình yêu đắm đuối một cái cô gái ở trong làng đó, mà khi mà được người ta hỏi đó, cái cô gái ở trong làng đó, đó là con ai, ở trong cái gia đình như thế nào, mập ốm cao thấp trắng đen đẹp xấu gì đó như thế nào, cô đó là cô nào đó, thì cái người đó cũng trả lời không được. Thì tôi chỉ biết tôi đắm đuối, tôi liếng ái với cô gái đó thôi, vậy thôi, chứ tôi đâu có biết đó là ở trong một cái gia đình nào đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật ngài đưa ra một cái thí dụ nữa, coi như là Ú Đa Dí rồi coi như là ngồi trở lại, ngồi yên trở lại, có nghĩa là cái câu trả lời của Ú Đa Dí đó là giống như là một cái luận điệu trường uốn, một cái luận điệu trường uốn, người ta nói về cái điều này rồi mình trả lời không cái sự không không đó. Đó quý vị thấy rằng nó giống như là cái bài kinh mà sắc thức thì không, không thức thì sắc đó, rồi thọ tưởng hành thức vân vân, rồi quý vị thấy rằng vô khổ vô tập vô diệt vô đạo, có nghĩa là
khổ cũng có, mà tập cũng có, mà diệt cũng có, mà đạo cũng có. Rồi vậy có gì? À, vậy có gì? Mình thấy rằng á, mình tu tập á, à, mình thấy có cái sự khổ, có cái nhân sanh khổ. À, có sự khổ thì phải có cái gì, sự diệt khổ. Có cái nhân sanh khổ thì phải có cái con đường để mà đoạn diệt à, cái nhân sanh khổ đó. Chứ giờ mà tập mà tu cái gì mà nó cũng vô, vô khổ rồi vô à, vô vô tập, vô diệt, vô đạo, cái gì cũng vô hết à, vô cái gì cũng không có đó. Rồi rồi sao quý vị à, sao mà chúng ta tu tập đó? Thành ra đó quý vị thấy rằng có nhiều cái, nhiều cái luận điệu đó à, mà mình phải nhờ những cái bài kinh này này à, từ từ ở những cái bài kinh này ra đó à, thì mình mới hiểu được à, mình mới hiểu được rằng là đối với những cái chúng sanh ngoại đạo đó à, luôn luôn à, sử dụng những cái luận điệu à, nó trường uống à, nó trường uống vậy đó. Đó thành ra đó à, chúng ta thấy rằng đối với một người mà có tri kiến thật sự à, tri kiến thật sự thì không có những cái điều đó. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật mới đưa ra à, mới đưa ra cho Ú Đại Di à, về những cái ví dụ à, những cái ví dụ của đêm tối à, đêm đen, rồi có những cái ánh sáng của những cái viên đá, rồi à, những cái ánh sáng đó rồi so với ánh sáng của đom đóm, ánh sáng của đom đóm rồi so với ánh sáng của à, một cây đèn, một cây đèn dầu, rồi ánh sáng của đèn dầu á, à, so với ánh sáng của một đống lửa, rồi ánh sáng của một đống lửa thì so với ánh sáng của à, những cái à, những cái vì sao, rồi những cái vì sao đó à, những cái ánh sáng của những cái vì sao đó rồi so với ánh sáng à, của mặt trăng, vân vân. Thì quý vị thấy rằng á, Đức Phật à, ngài à, đưa ra từng ví dụ, à, từng ví dụ để cho à, Ú Đại Di nghe và hiểu được, à, hiểu được cái gì nó phải có một cái nó rõ ràng. Cũng như chúng ta tu tập à, những cái đề mục mà mình tu tập cũng vậy nữa, đề mục tâm từ hoặc là đề mục hơi thở vân vân, là đều có cái đối tượng là để mà mình thấy rõ, để mà mình tu tập. Thì cũng vậy, là khi mà phân tích một cái vấn đề gì đó, là mình muốn nói rằng là cái sắc nào cao thượng hơn cái sắc nào, là thì chúng ta cũng phải định danh rõ ràng đối với sắc của à, con người à, thì nó sẽ à, cao thượng hơn cái sắc của à, những cái chúng sanh ngã quỷ hoặc là những cái chúng sanh mà ở bàn sanh đó. Rồi đối với à, cái sắc pháp à, của những cái chúng sanh mà gọi là chư thiên à, thì cái sắc đó nó sẽ à, thù thắng hơn cái sắc ở cõi người đó. Rồi những cái sắc của mà các vị chư thiên à, thì không bằng à, cái sắc của à, những cái vị phạm thiên đó. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật ngài đã đưa ra một loạt là một loạt cái thí dụ để nhằm chi quý vị, để nhằm cho Ú Đại Di là Ú Đại Di thấy rõ, là thấy rõ đối với cái ánh sáng hoặc là cái sắc là từ những cái vật mà bình thường, từ cái con đom đóm à, so với những cái ánh lửa, so với à, những cái chòm sao là cái nào nó sáng hơn, là cái nào nó thù thắng hơn đó. Rồi lúc bấy giờ á, Đức Phật mới à, nói về những cái sắc, là những cái ánh sáng, những cái quan sắc là mà của chư thiên, là của chư thiên nó hơn những cái ánh sáng của à, mặt trời à, những cái quan sắc của à, mặt trời vân vân. Rồi ngay cả à, những cái vị à, phạm thiên à, những cái vị phạm thiên đó thì có những cái à, sự thù thắng hơn à, những cái vị chư thiên đó. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật à, đã dẫn tâm à, của Ú Đại Di à, đi theo từng ví dụ, từng ví dụ đó. Thì lúc bấy giờ Ú Đại Di à, mới xen vào mới nói à, mới hỏi Đức Phật à, tiếp à, à, cái sự mà những cái quan điểm à, những cái quan điểm, những cái lời nói à, như vậy đó à, thì làm sao mà à, biết được à, hoặc là làm sao mà à, mới đến được quý vị đó. Thì quý vị thấy rằng à, Đức Phật à, tiếp tục à, đã à, tế độ cho du sĩ ngoại đạo Ú Đại Di à, bằng cách à, trả lời tiếp nữa đó. Thì đối với Ú Đại Di á, lúc này mới hỏi à, mới hỏi rằng à, những cái sự mà an lạc à, nhất hướng của à, của những cái cảnh giới đó à, của những cái cảnh giới đó thì
ở trong đây đó, cái phần này đó, thì quý vị chúng ta phải biết rằng đó, là đối với cái nhóm là du sĩ ngoại đạo này nè, chỉ nghe những cái truyền thuyết thôi, nghe rằng là ở cái cõi Quan Âm Thiên rồi này kia, ở trên đó thì có cái sự an lạc, hoặc là nó thù thắng này kia đó. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị thấy rằng á, nói vậy thôi nhưng mà mình không biết cái con đường lên đó, mình không biết cái con đường lên đó, có nghĩa là mình không biết cái cách để mà mình tu tập đó, chỉ nói một cách chung chung thôi. Thì khi mà Đức Phật hỏi thì Ú Đa Dí nói ở bên cái đạo của con ấy, là cái người mà muốn mà đi lên trên cái cõi Quan Âm Thiên ấy, có nghĩa là lên trên những cái cõi Phạm Thiên ấy, thì cái người đó đó là phải có giới, có nghĩa là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, vân vân. Rồi tiếp theo là hành khổ hạnh, thọ trì cái khổ hạnh đó. Thành ra thì trình bày cái lối tu, cái cách tu của ngoại đạo gì đó, thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật ngài cũng không nói, ngài cũng không nói, mà ngài nói rằng cái sự mà tu tập đó nó thì nó có lạc hay nó có lạc khổ gì không, thì Uống Đa Dí coi như là nó dạ có, vừa có lạc vừa có khổ luôn, vừa có lạc có khổ luôn, thì làm sao mà đúng vị, làm sao mà là cái con đường mà đi lên cái cõi Phạm Thiên đó. Thì chính cái lời, cái câu trả lời đó của Ú Đa Dí đó, thì coi như là nó không có khớp, nó không có khớp với cái phương pháp để mà mình tu tập đó. Thì lúc đó Ú Đa Dí mới hỏi Đức Phật đối với cái sự tu tập mà để mà chứng đắc được cái đi có những cái mình biết được những cái cõi ở trên Phạm Thiên là như thế nào đó. Thì lúc đó nó, quý vị thấy rằng lúc này là coi như là Ú Đa Dí đưa ra cái điều nào cũng bị thất bại hết, dù cho có cố gắng, đưa ra những cái lập luận, đưa ra những cái điều này điều kia, nhưng mà cuối cùng không có, cuối cùng thì quý vị thấy rằng Ú Đa Dí mới hỏi Đức Phật, vậy thì làm sao mà đi đến những cái thế giới đó được, có nghĩa là chứng đắc được những cái sự an lạc đó đó. Thì lúc đó Đức Phật mới kể cái vị mà muốn như vậy phải ly dục, mà phải tu tập ly dục, ly các ác bất thiện pháp, để mà trú và chứng thiền thứ nhất, chứng thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư đó. Đó có nghĩa là nói về cái sự mà tu tập chứng đắc các cái tầng thiền đó. Thì khi mà chứng đắc các tầng thiền đó thì mới hưởng cái sự mà an lạc nhất hướng, an lạc nhất hướng. Thì khi mà được nghe nói như vậy rồi đó, thì Ú Đa Dí cũng hỏi nữa, ngài cũng hỏi nữa, bạch Đức Thế Tôn, vậy thì mấy cái vị mà tu tập với Đức Thế Tôn á, là coi như là để mà được hưởng cái sự an lạc này hả? Cái nhất hướng an lạc đó có nghĩa là Ú Đa Dí mới hỏi Đức Phật á, là các vị mà tu tập với Đức Phật á, là để muốn là được cái sự an lạc của các cái tầng thiền. Đức Phật nó không có, nó không phải. Các cái vị mà đệ tử của Gotama, của Đức Thế Tôn á, là tập để mà được những cái pháp thù thắng hơn, những cái pháp thù thắng hơn. Giống như mà bây giờ quý vị thấy rằng, thí dụ như người ta nói rằng là mình đi tu, cũng như hồi trước á, ta hỏi mình đi tu, mình vô chùa là để mình tập võ, trong chùa. Tại hồi trước đó quý vị thấy không, có những người ta bị ảnh hưởng Hiếu Lâm Tự, bị ảnh hưởng cái trong Kinh Tàu, thì người ta nghĩ rằng là ở trong chùa để mà mình tu tập, để mà mình rèn luyện võ công đồ này kia. Mình nói không phải, mình tu tập để mà nó được cái sự an lạc, mình tu tập để mà được cái sự mà giống như Đức Phật vậy đó. Giống như Đức Phật vậy đó. Thì người ta hỏi là giống như Đức Phật là như thế nào, thì ông muốn thì ông cứ vô tu đi, ông biết đó, muốn cái gì á, muốn biết ở trong chùa như thế nào này kia, cứ vào chùa ở, cứ vào chùa ở, thì coi như là mình sẽ biết được là những cái chuyện mà gió thực nó là tầm thường. Thì quý vị thấy rằng nó thường thường
Không ai chịu mà cái sự mà võ thực đó là nó tầm thường quý vị. Thật sự ra quý vị thấy rằng đối với không hận mà diệt hận thù thì mới gọi là định lực ngàn thu. Thì quý vị thấy rằng ngày nay cũng có những người, người ta cũng còn cái tâm lý, mà còn tâm lý đó coi như là mình là coi như là mình phải có võ đồ này kia để mà diệt gian trừ ác gì đó. Thật sự ra đó quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tìm hiểu trong giáo lý thì mình mới biết rằng là cái sự tu tập về cái tâm từ đó mình mới nhiếp phục được chúng đó. Thì trở lại cái điều này đó, ở trong cái giai thoại này đó, thì quý vị thấy rằng Đức Phật ngài mới nói rằng phải cái sự tu tập đệ tử của Như Lai mà tu tập để mà đạt được những cái pháp thù thắng hơn, những cái pháp mà nó vi diệu hơn, chứ không phải là nhất hướng an lạc đó đâu, không phải là nhiêu đó không đâu. Đó thì lúc bấy giờ U Đà Di hỏi bệnh Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn giảng cho con nghe đi, giảng cho con nghe tiếp đi, cái pháp mà vi diệu mà cái pháp thù thắng là như thế nào. Đó thì Đức Phật mới thuyết lại toàn bộ những cái người thiện gia nam tử, nói chung là những cái người mà ở tại gia, do người ta thấy do người ta thấy cái đời sống ở tại gia đó nó nhiều cái phiền trược, rồi cái đời sống xuất gia đó thì nó thanh tịnh, trắng như cái trắng bạch mà như cái vỏ ốc vân vân. Thành ra những người này người ta mới cạo bỏ râu tóc đắp y cà sa đi tu tập. Đó thì trước tiên là sao quý vị? Trước tiên là do thấy được cái đời sống tại gia nó nhiều cái triền phược, nó nhiều cái bụi trần, nó nhiều cái phiền não quá, mà cái đời sống của cái người xuất gia đó thì nó yên lặng, nó vắng lặng. Thành ra người ta đi đến người ta tu tập. Đó thì quý vị thấy rằng cái điều này nó cũng rất là quan trọng. Nó quan trọng là sao quý vị? Nó quan trọng là quý vị thấy rằng có những cái đoạn kinh khác các vị hội họp với nhau, chúng ta mà vô đây chúng ta xuất gia đó vì cái mục đích cao thượng, chứ không phải là thiếu nợ trốn nợ đi vô đây xuất gia rồi này kia. Đó thành ra chúng ta phải lo tập trung hành đạo, tập trung để mà hành đạo. Đó thì quý vị thấy rằng ở đây mình coi những cái đoạn văn này đó là mình thấy nó bình thường, chứ thật sự ra đó khi mà những vị mà trước khi tu tập đó, các vị quán xét lại những cái điều này, tại sao mà mình đi vô xuất gia. Khi mà các vị quán xét rồi, các vị mới tinh tấn để mà tu tập. Đó thành ra đó quý vị thấy rằng Đức Phật đã nói lên cái tâm tư, cái nguyện vọng của những vị mà đệ tử của Đức Thế Tôn, mà tại sao mình đi xuất gia, nói lên cái tâm tư nguyện vọng đó. Đó rồi quý vị thấy rằng Đức Phật mới thuyết lại toàn bộ cái cuộc tu của những cái vị này, là coi như là vô là thọ trì những cái học giới, thọ trì những cái học giới vân vân. Thí dụ như là tỳ khu sa nhi, có giới của sa nhi, tỳ khu có giới của tỳ khu vân vân. Rồi sau khi mà thọ trì giới rồi đó, các vị này ngoài cái chuyện đó còn có cái sự mà thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn có nghĩa là không phải là đời sống tu tập mình chỉ giữ giới không quý vị, không phải là mình chỉ, cũng như là quý vị cũng vậy, không phải là cái đời sống tu tập mà mình ngồi mình đọc về tam quy ngũ giới không. Sau khi mình có tam quy ngũ giới rồi đó thì mình cũng phải làm cái cách nào để mà mình ngồi mình thu thúc lục căn, thu thúc lục căn cho chi cái tâm của mình nó em chuyện ở ngoài vô nhiều đó. Rồi bây giờ chúng ta mới tu tập để thành tựu cái gì? Thành tựu thiền định. Từ cái thiền định rồi đó, quý vị thấy rằng định là cái nhân gần của trí tuệ. Đó, thành ra chúng ta mới phát triển được trí tuệ của chúng ta. Khi mà chúng ta phát triển được trí tuệ của chúng ta đó, để chi quý vị? Để cho chúng ta biết được, chúng ta biết được ở trước đây chúng ta đã từng làm cái người như vậy, chúng ta nhớ được những cái điều đó đến chi, để mà mình nhàm chán cái kiếp sống này, mình tu tập thì coi như là cái vị đó khi mà thấy được những cái kiếp sống quá khứ của mình là cái vị đó đắc được túc mạng thông, rồi lúc đó cái vị đó mới tiến tu nữa để mà đắc thiên nhãn thông, có nghĩa là biết được do cái nghiệp đó nha, do cái nghiệp đó mà mình
vẫy sanh, mình gặp cái người đó, hoặc là mình ở trong một cái xứ đó vân vân, thì lúc đó đó mình đắc được cái vị đó, đắc được thiên nhãn tâm. Rồi mình thấy rằng là cái hạnh nghiệp do có khi mình làm thiện mình sanh cõi lành, rồi có khi mình làm bất thiện mình sanh khổ cảnh, là nó cứ nhọc nhằn qua nhọc nhằn lại, cuối cùng cũng sanh đi sanh lại. Thành ra có túc mạng thông rồi có thiên nhãn thông, chúng ta thấy rõ được các cái kiếp sống nó bị lưu đày, nó bị khổ như thế nào đó. Đó thì cái vị đó nhàm chán, thành ra tiếp tục tiến tu để mà đoạn trừ được những cái lậu hoặc, đoạn trừ được những cái phiền não, đoạn trừ được những cái lậu hoặc, để mà trở thành một cái vị thánh A-la-hán, một cái vị mà vô sanh. Thì khi mà mình chứng đắc mình đã đoạn trừ được những phiền não lậu hoặc rồi đó, thì cái vị đó sẽ coi như là biết là mình là không có còn gì mà để mà cần để làm thôi. Có nghĩa là những cái việc gì mà mình đã cần làm, mình đã làm. Thì ở đây cái giai thoại này là sao quý vị? Tại vì U Đại Dí đó hỏi Đức Phật, bên cái con tu, bên cái chỗ tụi con tu để mà được cái an lạc nhất hướng, có nghĩa là được về với cái Phạm Thiên đó, về với cõi trời đó, thì đệ tử của Đức Thế Tôn cũng tu để mà mong được như vậy hả? Đức Phật nói không, không phải. Đệ tử của Thế Tôn thì khác, tu tập để mà chấm dứt luân hồi, chấm dứt tất cả sự khổ ở trên cái cuộc đời này. Thì muốn chấm dứt được cái sự khổ đó phải đạt đến cái quả vị A-la-hán, phải đạt đến như vậy. Thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật thuyết rồi, U Đại Dí nghe phải, nghe thích. Nghe thích là nói bạch Đức Thế Tôn, cho con xin được xuất gia, xin được xuất gia thọ đại giới với Đức Thế Tôn. Thì lúc đó cái nhóm mà đệ tử, cái nhóm du sĩ ngoại đạo đó, tùy tùng của U Đại Dí mới kêu U Đại Dí thôi đừng có tu. Đó thì quý vị thấy rằng đây là một cái chướng ngại, chướng ngại làm cho U Đại Dí không xuất gia được, làm cho U Đại Dí không xuất gia được. Thì ở trong nghĩa cũng có cái sự mà chú thích, có nghĩa là cái chú giải đó, cái chú giải đó thì mới nói rằng là cái này á, là do bị ảnh hưởng của cái nghiệp quá khứ. Cái chỗ này nó cũng rất là quan trọng quý vị. Đó, quý vị thấy rằng bây giờ á, mà ai mà phát tâm mình đi tu á, mà bị vướng á, bị vướng cái này vướng cái kia đó, thì mình cũng phải xét lại, mình cũng xét lại coi hồi đó người ta muốn đi tu chắc mà mình cũng ngăn cản, ta hỏi cái muốn tu lên cái chùa đó anh nó nằm chỗ nào đó, thí dụ cái chùa đó nó nằm ở hướng đông mình chỉ hướng nam á, cái chùa đó nằm ở hướng nam á. Thành ra nó, hoặc là nhiều khi chúng ta muốn đi tu mà vợ muốn đi tu mà bị chồng ngăn cản, chồng muốn đi tu bị vợ ngăn cản, hoặc là con cái muốn đi tu mà bị cha mẹ ngăn cản, thì chúng ta cũng phải xét lại. Coi có cái nghiệp không, coi có cái mình có cái nghiệp ở trong quá khứ không. Đối với trường hợp của Sắc Cú Lú Đại Dí, ông Lú Đại Dí này là quý vị thấy rằng ở trong thời quá khứ, chỉ vì thích cái y đẹp, cái bát đẹp, thành ra cũng như là dùng cái lời này lời kia thuyết phục cho cái vị đó hoàn tục, là để mà mình hưởng được cái y cái bát đó, hưởng được cái y cái bát đó. Thì cái điều này á, quý vị thấy rằng á, nó cũng là một cái nghiệp mà nó ngăn cản, cái nghiệp mà nó ngăn cản. Thành ra bây giờ ở trong thời nay quý vị nghe ai tu á, thì mình mau mình cúng dường y bát cho quý vị đó đi, chứ mình đừng có hỏi ông đó không biết tu được bao nhiêu ngày, không biết là ông này cũng nhìn tướng ổng nhìn vậy rồi không biết là tu được bao nhiêu ngày. Quý vị thấy rằng á, cái điều này nó có những quý vị. Có những người á, quý vị thấy rằng á, nghe nói ở đâu đó có người xuất gia, là coi như là trong đầu của họ đó là họ nghĩ làm sao mà mình có tiền để mình mua y với bác mình cúng dường, mình mua y với bác mình cúng dường. Nhưng mà cũng có một số người bắt đầu ra, đem ra bàn nha, nghe nói ông nói vậy đó, rồi không biết ông tu có được hay không, mình mua y gì rồi mình cúng vậy rồi á, ông tu 5-3 bữa từng thấy đồ này kia rồi ông đi về đó. Thì quý vị biết rằng ở trên đời này đó, mình cũng có gặp mình nhiều cái thầy bà mà bàn lắm nha. Đó
mình á, mình thấy người ta phước á, mình cứ nói thôi cứ cúng đi, dù cho ông tu từng lễ cũng được nữa, kệ. Bây giờ ai mà tu mình vô cúng cho vô tu đó. Thật sự ra quý vị biết không, đối với chúng tôi đó, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình có tiền á, mình có tiền á thì mình luôn luôn lúc nào mình cũng muốn chư tăng có đầy đủ y bát, đầy đủ y bát đó. Thì thậm chí mà giờ mà có tiền mình coi như mình cúng người bộ y, bộ y người cái mình bát cũng được, ta có rồi cũng cúng cãi. Các vị cũng biết đem đi xử lý, các vị cũng biết đem đi xử lý chứ không thể nào mà các vị bỏ đó. Đó, thành ra trở ở trong cái vấn đề này chúng ta nên cẩn thận, nên cẩn thận. Cái điều này nó rất là nhiều, nó rất là nhiều, nhiều cái trường hợp nó xảy ra. Nhưng mà do cái bài kinh này dài quá chúng tôi không nói, chứ chúng tôi điển hình như quý vị thấy rằng cái nó có rất là nhiều xảy ra ở trên Ban Thót này cũng vậy nè. Nó có nhiều Phật tử người ta nghe pháp với người ta phát tâm thôi để mai mốt tôi canh gần gần Tết tôi gỡ về tôi cúng dường cho chùa đó là 50 kg gạo thơm ăn Tết, hoặc là 30 kg gạo thơm ăn Tết tụi này kia đó. Cái bắt đầu với người khác, ơi chùa đó giàu lắm, cái chùa đó giàu lắm, thầy tổ cũng giàu rồi, có thiện tín ở bên nước ngoài trong nước cũng giàu lắm, thôi đó để mai mốt tôi chỉ cho cái chùa nào nghèo á lỡ đi cúng đó. Thì quý vị thấy rằng là coi như là ngăn cản người khác làm phước. Mình sao mình biết? Bây giờ thí dụ như bây giờ nè, cái bà A đi, bà cho quý vị cái gì đó, bà cho quý vị cái gì đó, rồi một cái bà C bà xen vô, bà nói thôi thôi đừng có cho bà đó, con bà đó bà có con bà ở bên Mỹ bên Canada đó, nó cho bà ăn thiếu gì, bà cho bà đó làm chi đó. Rồi mình nghe mình thấy sao quý vị? Mình nghe thấy sao? Tự nhiên cái là ngăn cản người ta, thì cái tâm người ta tốt mình để cho người ta tốt luôn đi đó, rồi mình ngăn cản người ta làm chi đó. Thành ra rồi người ta làm mình như vậy đó, mình thấy có được không? Thì quý vị thấy rằng chỉ có cá nhân thôi, cá nhân thôi mình cũng nguy hiểm rồi, cá nhân thôi mình cũng thấy nguy hiểm rồi quý vị. Thì huống hồ chi đối với một cái ngôi chùa, đối với một cái ngôi chùa, đối với một cái tam bảo, quý vị biết rằng ở trong đó đó có những vị trì khu, có những cô tu nữ, rồi có những giới tử, rồi sa nhi, rồi những người công quả ở trong chùa đủ thứ đó, đó sao mà mình biết được, mình biết được cái ở trong cái nội tình đó như thế nào, mà mình nói giàu với nghèo đó, mà giàu với nghèo người ta cũng đâu mắc mới gì mình, hoặc là mình giàu với mình nghèo á, thì cũng đâu mắc mới gì với người ta, đâu có ai nói gì mình đâu đó. Thành ra mình cẩn thận, cẩn thận về cái điều này. Cũng như trở lại với cái vấn đề này á, thì quý vị thấy rằng tại mà sát cố lú đa dí đó không được xuất gia, bị huynh đệ, bị tùy tùng của mình kêu thôi thôi đừng có tu với sa môn Gotama. Nếu mà mình làm vậy giống như là một cái bình nước mà bị bể, cũng như là nó xấu tiếng cho cái hệ phái, cho cái tông phái của mình vân vân. Thành ra lúc đó là sát của lũ đa nhí cũng không có tu được luôn. Cái con âm mặt quỷ này nó bài mà. Chúng tôi có cái cách trị âm nữa quý vị, có cái cách trị âm. Mấy con âm mặt quỷ nó bay vô một chỗ cái máy laptop của chúng tôi, bay vô máy laptop chúng tôi lấy dầu thơm xịt, lấy dầu thơm xịt là nó xỉu hết, xịt dầu thơm nó xỉu hết. Có mấy con âm mặt quỷ này nó chích chết. Thành ra đó, trở lại với vấn đề này, quý vị thấy rằng cái vị này đó là coi như là bị cái nghiệp, cái nghiệp ở trong quá khứ, vì tham có một cái bộ y và cái bình bạc thôi mà xúi tìm cái cách này cách kia để mà cho người ta hoàn tục, rồi để mà được hưởng cái đó, được hưởng cái đó. Thành ra cuối cùng là coi như là bây giờ bị ngăn cản, không có tu tập được, nhưng mà cũng còn mai phước, cũng còn cái phước phần là ở trong chú giải nói rằng là ở trong cái thời sau, dưới
cái thời đức vua Asoka, thì cái vị du sĩ mà Sakulu Đa Dí này á, là sanh ra tên là Asabuta, mà cũng xuất gia tu tập chứng đắc được đạo quả A-la-hán, và là một cái vị mà luôn luôn thể hiện cái tâm tư mẫn rộng lớn đó. Thì quý vị thấy rằng cái bài kinh ngày hôm nay đó, khi mà chúng ta đọc đi đọc lại đó, thì chúng ta mới tìm ra được những cái điểm hay. Đức Phật của chúng ta nó là một cái bậc thiện xảo ai ngoại đạo lợi, coi như là trình bày Đức Thế Tôn tri kiến của thầy tổ con là coi như là đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì cái tri kiến cũng tồn tại hết đó. Rồi được tri kiến nó tồn tại như thế nào, đó càng nói nhiều, càng đưa cao lên đó, là coi như là càng bị bẻ gãy hết, bẻ gãy hết. Nhưng mà bẻ gãy ở đây đó không phải là làm cho người ta bị mất mặt, mà làm cho người ta bỏ đi cái tánh ngã mạn, và người ta mới có cái tánh để mà tầm cầu học hỏi. Thì lúc đó Đức Phật mới thuyết từng phần cho những cái chúng sanh ngoại đạo này, coi như là nếu mà không có xuất gia, không có tu tập được ở trong cái đời này đó, thì cũng có duyên lành ở trong đời sau, một cái đời sống nào đó, để mà gặp được cái giáo pháp này, để mà tu tập, để mà đoạn tận sanh tử luân hồi. Thì đây là chúng ta cho chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật của chúng ta, cái tri kiến của Ngài rất là quảng đại, và kế nữa là lòng từ bi của Ngài rất là rộng lớn. Những người nào mà có duyên lành thì Đức Phật sẽ tế độ, chứ không phải là trong đạo hoặc là ngoại đạo, trong đạo mới tế độ mà ngoại đạo không tế độ. Đó, có đủ duyên lành là Đức Thế Tôn đều tế độ những người mà có duyên lành. Thành ra cái bài kinh này cho chúng ta thấy rằng là đúng là đạo Phật hoặc là Đức Phật của chúng ta đầy trí tuệ và đầy cái lòng bi mẫn, lòng từ bi để mà tế độ tất cả chúng sanh. Thì bài học ngày hôm nay, lúc nãy chúng tôi ngồi nghe đọc phần chánh văn là coi như là cũng đến 9:20, 9:25, mà bây giờ thì chúng tôi thiết đến 10:10. Thành ra mong quý vị thông cảm do bài học dài. Con xin dâng cái phước này đến chư tôn đức tăng, và xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoàn hỷ thọ lãnh, đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thú cái chân đại đức pháp tính, bạch thượng tọa tổ sư, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tổ sư đang ở trước máy, xin kính thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tổ sư, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Dạ, dạ vâng. Bạch thượng tọa tổ sư, khi mà Sakulu Đa Dí bị du sĩ trình bày về cái kinh điển mà mình đã học, giáo thuyết mình đã học, và sau đó thì Đức Phật Ngài đã dạy pháp cho Sakulu Đa Dí. Mà Đức Phật Ngài dạy một câu rất là ngắn, câu ngắn thôi, mà ở trong bản dịch này dịch là cái này có mặt thì ở đây có mặt, do cái này sanh thì cái đây sanh, rồi cái này không có mặt thì ở đây không có mặt, do cái này diệt thì cái đây diệt. Dịch là cái đây diệt thì cái đây sanh gì. Thì nhưng mà với cái ý nghĩa câu phản ngữ, xin thỉnh sư tổ khoan hỷ giải rõ về về cái văn và nghĩa của Phật ngôn quan trọng này, và nếu được xin thỉnh thì tôi hãy dịch lại cho nó sáng nghĩa. Kính cung thỉnh thượng tọa.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Thầy Tùng Đức, kính thưa quý vị, trong câu Imasmin Sati Idang Hoti, Imasmin Sati là khi có cái này, Idang Hoti thì mới có cái này. Khi có cái này thì mới có cái này, tức là chỉ hai cái năng và sở, năng duyên và sở duyên. Imaspada, imasa upada idang upacati. Cái này sanh khởi là do cái này sanh. Mà ngài dịch cái này, cái đây, bởi vì đều là chữ ima, ima. Chữ y đăng cũng là chữ ima mà ra. Nhưng mà chữ y đăng á, thì nó là ima mà chia theo trung tánh số ít, chỗ cách, chỗ ngữ. Và do đó, nếu mà dịch lại tiếng Việt của chúng ta đó, thì chúng ta nói là khi cái này có mặt thì cái kia có mặt, khi cái này sanh thì cái kia sanh, do cái này sanh cái kia sanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta dịch như vậy đó, cái này cái kia đó, thì chúng ta nghe nó tách rời thì chúng ta hiểu theo cái văn phong tiếng Việt của chúng ta. Nhưng mà xét về lý đó, thì nó hơi sai chút xíu. Là tại sao vậy? Bởi vì cái này tức là cái năng duyên nó ở gần mình, còn cái kia sanh là cái sở duyên nó ở xa, nó ở theo ở trong luật ấy, thì trong luật ấy, thì trong một cái hắc tai mà chúng ta đụng chạm được ấy, thì cái đó gọi là ima, là cái này. Còn cái kia, hãy mà ngoài cái hát tai, nghĩa là chúng ta chỉ thấy được ở đó mà chúng ta không có bắt được, không có nắm được, thì cái đó gọi là ê tá, là cái đó, cái kia. Còn ở đây khi mà Đức Phật này dùng hai cái mệnh đề imasmin sati idang hoti, thì ima, imasmin, idang, ima, nó cũng đồng nghĩa là này. Nó cũng đồng nghĩa là này. Nhưng mà imasmin sati là khi năng duyên có, idang hồ tí thì sở duyên có. Thí dụ như do có cảnh mà tâm sanh, do có cảnh mà tâm sanh, thì cảnh đó là imasmin sati, và tâm sanh là idang hoti. Hoặc imasa upada
Y đàn ngục quá cho tí. Tâm thiện sanh khởi, y đàn ngục quá cho tí. Thí dụ như tâm thiện sanh khởi thì Masipada, tức là do nhân thiện vô thâu sân si sanh khởi. Thì chúng ta cứ hiểu theo cái cách nhân duyên, theo cái cách mà duyên hệ đó, năng duyên và sở duyên, bách chà giá, bách chà vô và bách chà giúp bà nô, nhân năng do năng duyên có mặt, do năng duyên sanh khởi mà sở duyên có và sở duyên sanh khởi. Thì cái đó là giải thích cái ý nghĩa cái câu đầu imasmin sati idam bhuti imaspada idam upacchati. Ý nghĩa là gì? Thì khi mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó rồi đó, thì cái vế sau rất là dễ hiểu, là Đức Phật lại lặp lại ở trong cái câu tiếng Pali. Đức Phật lại lặp lại, nếu ở phía trước imasmin sati idam bhuti, thì câu sau Đức Phật nói imasmin asati, tức là khi cái này không có idam bhuti thì cái này cũng không có, tức là khi mà sợ không có sở duyên, không có năng duyên thì sở duyên không có. Do có mặt, cái tim đèn và dầu, nên lửa có mặt. Và do vì không có mặt tim đèn và dầu, nên lửa không có mặt. Chúng ta hiểu như thế đó. Imasa nirotha idam niruchati ti. Cái này diệt, do cái này quay diệt. Cho nên chúng ta hiểu cái này, tức là một tay Đức Phật này chỉ cho sở duyên idam niruchati, và do cái này, do sự đoạn diệt của cái này, là Đức Phật này chỉ cho sở duyên, một con tay chỉ cho sở duyên, chỉ có như vậy thôi. Thì ở đây đó, trong nói tóm lại là trong hai câu này, ở trong tương ương bộ kinh, khi nói đến cái tương ương nhân duyên, tương duyên bất chấp giá sanh chúng ta, thì trước khi mà Đức Phật ngài giảng về 12 cái lý duyên sinh và tích chất sở bất bà đá, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên trên sắc, thì Đức Phật ngài đã nói cái câu này rồi. Ngài đã nói cái câu này trước. Vì khi, và khi ngài đã nói cái câu imasmin sati idam bhuti imaspada idam upacchati, thì ngài mới bắt đầu giảng giải về do có vô minh nên có hành. Imasmin sati, do có vô minh, khi có vô minh
Thưa tòa thưa sư, thưa tòa khoa khỉ cầm mic lại trong room không còn nghe được nữa. Xin kính thưa thưa tòa. Như vậy thì nãy giờ chúng tôi nói quý vị không có nghe gì hết. Ồ, uổng quá. Như vậy thưa quý vị, cái câu nói imasmin nha sati y đang na hô tí imasaniro tha y đang niruchati, thì cái câu đó chúng ta cũng phải hiểu ở trong cái vấn đề hành diệt do vô minh diệt nên hành diệt nirodha avijja nirodha sankhara nirodho. Sankhara nirodha vijnana nirodho, do hành diệt nên thức diệt. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái đoạn thứ hai này là Đức Phật hành tiếp về sự tập khởi và sự đoạn diệt của 12 nhân duyên, 12 duyên sinh, gọi là samudaya. Vô minh do có vô minh nên có hành, do có hành nên có thức, do có thức nên có danh sắc, do có danh sắc nên có lục nhập, do có lục nhập nên có xúc, do có xúc nên có thọ, do có thọ nên có ái, do có ái nên có thủ, do có thủ nên có hữu, do có hữu nên có sanh, do có sanh cho nên mới có già chết sầu bi khổ oai. Thì như vậy cái đó gọi là đúc khắc khan thát xá samudayo hồ thị, tức là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Imasmi sati idam hồ thị là Đức Phật nói được đó. Và cái đoạn sau đó thì Đức Phật ngài dạy rằng do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên duyên sắc diệt, do duyên sắc diệt nên lục nhập diệt, do lục nhập diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu ai, bị được đoạn diệt. Như vậy thì Sapadukkhanthassaniruddhohoti, đó là sự đoạn diệt toàn bộ khổ uẩn này. Thì đoạn này là Đức Phật còn mới nói rằng là imasmin asati idam na hoti, imasaniruddho idam niruddhati. Thì ở đây đó, trong cái câu thảo luận này gồm có hai vế. Thì cái vế đầu là Đức Phật đã giảng về sự tập khởi của duyên sinh, và cái vế sau là Đức Phật đã giảng về sự đoạn diệt của duyên sinh, của nhân duyên. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa đã như vậy. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kích trình Thượng Tọa Tại Sư. Còn vài phút sau cùng thì chúng tôi muốn tiếp theo lời giảng của Chư Tăng đó. Thưa quý vị, nếu chúng ta đọc trọn bài kinh này thì chúng ta thấy có hai điểm rất là quan trọng. Điểm thứ nhất là tất cả những giá trị được đề cao, và đặc biệt ở trong nền văn hóa và học thuật Tây Phương, hay là hầu như ở bất cứ tôn giáo này, thì người ta nói đến một giá trị tuyệt đối. Ví dụ như Thượng Đế là cao cả, hay là cái gì đó cũng là tuyệt đối, là cao quý. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng
tất cả những giá trị nó đều nằm ở trong cái sự đối đãi. Dạ, Ngài đưa ra cho chúng ta thấy những cái sự đối đãi như là tính cách tương đối của ánh sáng của một viên ngọc với con đốm đốm, với sao mai, với ánh thái dương, với ánh hào quang của chư thiên, vân vân. Thì khi mà chúng ta đưa ra một cái gì đó mà nó gọi là tốt nhất, nó hay nhất, nó sáng nhất, nó cao nhất, thì thưa quý vị, nó chỉ dựa trên cái tương đối với một cái gì đó ở lúc đó. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng tất cả cái sự cân đo đong đếm nó đều là sự đối đại, nó dựa đến cái này, nó tạo ra giá trị của cái kia. Như ta nói trong xứ mù, thằng dột là vua vậy đó. Ở trong xứ mà ai cũng mù hết thì mình có một mắt là vua. Ở trong cái nơi mà ai cũng nghèo hết, mình có được chiếc xe đạp, có được radio thì mình thấy là mình giàu rồi. Một điểm thứ hai đó rất là quan trọng mà Đức Phật Ngài dạy như lời sư đạo tôi siêu có trình bày đó, đó là chúng ta gọi là y tương sinh. Y tương sinh có ở trong tiếng Anh thì dịch là dependent origination, tức là sinh do tựa, do nương vào một khác, một pháp khác. Tức là nó không phải tự nhiên đất chui lên ở trên trời rớt xuống tự nhiên mà có, mà nó sanh do duyên, tức là nó sanh ra do do cái năng duyên, và chính bản thân của nó là sở duyên. Và cái gì mà là sở duyên mà lụy thuộc vào năng duyên đó thì nó chịu một những cái điều kiện của năng duyên. Ví dụ như là do có nhiên liệu, do chất đốt thì có ngọn lửa, thì chất đốt hết thì ngọn lửa tắt. Và mình sinh ra từ cha mẹ thì bà mẹ mình là người Việt Nam, cái nòi giống như vậy, cái chủng tử như vậy, thì chúng ta sinh ra chúng ta thừa tự vị tố chất Việt Nam. Thật ra nó có cái sự lệ thuộc, nó có một cái sự tương tác, nó có một cái sự quan hệ nhất định giữa cái sở duyên và năng duyên, giữa cái tạo và cái bị tạo. Và cuộc sống bất cứ cái gì xảy ra ở đời nó đều có cái duyên của nó hết. Và chúng ta thấy hiện tại ví dụ như là từ chính trị, văn hóa, tôn giáo, cái gì có trong cuộc đời này nó cũng do dựa vào một cái nguyên nhân mà nó sanh. Dạ, một nguyên nhân mà nó sanh. Chúng tôi thấy ví dụ ở tại Mỹ bây giờ, tổng thống Trump ông nó mạnh nó bạo, tại vì sao? Tổng thống Trump nó mạnh nó bạo là tại vì ông có một cái số cử tri 70 mấy triệu người bỏ phiếu cho ông. Nếu không 70 mấy người bỏ phiếu cho ông thì ông không có nó mạnh như vậy. Dạ, ông muốn cương quyết như vậy. Thì như vậy cái lời nó mạnh của ông là do ông có số cử tri chừng đó 70 mấy triệu người, thì ông tin vào trong đó ông nó mạnh như vậy. Hay hoặc giả là bây giờ chúng ta thấy rằng nước đá khô, dry ice được bán ở Mỹ làm giàu là nhờ vào thuốc chủng ngừa vaccine của COVID-19. Tự nhiên các hãng đó làm giàu thêm. Thì nếu chúng ta đi ý kỹ trong cuộc đời này đó, cái này thường nó lệ thuộc vào cái kia nó lệ thuộc vào cái nọ. Và cái đó trong chữ Hán gọi là y tương sinh. Y tương sinh là nương nhau mà sanh, và nó không có tính cách độc lập. Nó bởi vì nó không thấy độc lập, do đó đạo Phật nó không có cái ngã tính độc lập, mà tất cả pháp nó đều phải nương tựa vào những pháp khác. Mà hãy cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt, sanh sự thì sự sanh. Vì vậy khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta hiểu rằng cuộc sống nó là một cái phần hùng, nó là một cái công ty có nhiều cổ đông, nó là sự nương gá lệ thuộc lẫn nhau. Và mình bảo rằng tất cả đều do một nguyên, một nhân, một duyên, và tồn tại độc lập thì không có. Không có cái gọi là tồn tại độc lập ở trong cuộc sống này. Khi mà chúng ta sống hàng ngày, chúng ta tự hào, chúng ta hãnh diện, nhưng mà rồi thời tiết xấu, điện cúp, thì chúng ta thấy thế giới này đảo lộn. Không có internet, thế giới này cũng đảo lộn. Và Covid-19 xảy ra, cuộc sống này đảo lộn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó nương gá vào rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều lý do. Do vậy khi mà Đức Phật Ngài trong cái cách Ngài dạy giải đạo cho du sĩ Sakuludaji, thì Ngài có nói hai điểm rất là quan trọng. Một là các pháp tùy thuộc lẫn nhau ở trong hình thức nhân duyên và sở duyên, cái này sanh thì kia sanh, cái này diệt thì kia diệt.
Điều thứ hai là khi nói đến giá trị thì không nên nói rằng đây sắc là tối thượng, đây cái kia là tối thượng, cái đó là tối thượng, mà mình phải nói như vậy là những cái đẹp, những cái giá trị cuộc sống đó, nó là một sự đối đãi, nó là một sự tương đối. Nếu cái này so với cái kia thì nó hơn, nhưng mà nó so với cái nọ thì nó kém. Thì chúng ta nên hiểu như vậy. Mà mình nói là giá trị nó là sự tuyệt đối đó, là chúng ta chưa hiểu được cái giáo lý, cái ý nghĩa về sự đối đãi của cuộc sống này. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trưng chư tôn đức đã vào Room để thuyết giảng. Định lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thay, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớ sứ ngôn viên này yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc kêu trong đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy, dạ con thành kính tri ơn quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, hãy cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.